Vâng, chào mừng các bác. Có nhiều bác hỏi em là một lần nấu ấm nước này thì hết bao nhiêu điện, thì hôm nay em sẽ làm cái video thực tế cho các bác xem là một cái ấm nước siêu tốc này, mình nấu hết bao nhiêu điện. Thì bây giờ đây, cái ấm này của em nó đun được 1,7 lít, thì em cho nước này nó hơi quá này, hơi rót một chút đi cho nó đủ 1,7 lít thôi. Đây, thông số của ấm này là 1,7 lít này. Cái đầu cái ấm này có cái báo nhiệt độ này, thì cái nhiệt độ này của nước hiện tại này, đây em phải cho tay cho các bác xem này, nước này nước đang lạnh nhé, đó, còn nhiệt độ của nước thì bây giờ đang là 20 mấy độ này, đó, em mới lấy từ nước lọc ra, em sẽ đo qua cái đồng hồ đo Garmin này, cái đồng hồ này em chế từ vào cổ cắm rồi là đi vào cổ cắm, em có nói các video trước á, bây giờ em sẽ cho qua đây để cắm cho. Đây, đồng hồ sau khi cắm thì đây là cái hôm bữa em test cái nồi cơm điện, video sau em sẽ làm lại. Đây, em sẽ xóa cái này đi. Bấm giữ yên này. Đây. Xóa cái thông số ở bên đồng hồ đó này. Còn bây giờ đang là 34 độ C này, điện 220V này, tất cả 0000 này. Đó, em sẽ để cái ấm siêu tốc lên. Đây, đặt ấm siêu tốc lên. Đây, ấm siêu tốc này nha. Đây, nước này, 1 lít nước này. Em sẽ để cùng với cái... Rồi, bật lên. Đó, khi mà bật lên là ấm siêu chưa chạy thì là vôn chưa lên này, bật ấm lên này. Đó, khi bật ấm lên thì bắt đầu đồng hồ nó báo này. Báo này. 1752 W. Dòng là 8A, 7,9A. Đó, thời gian này. Đó, thời gian đấy, em sẽ để lên đây. Rồi. Đó, trong quá trình nước sôi em sẽ đi cho trà. Bắc quá trình nước sôi thì cho trà. Cái này đang báo là lên đến 40 độ C này, cái đồng hồ đo này đó, 1734 W này, dòng 7,9A này, thời gian là 0,1 phút này.
Bây giờ là nước này đã đủ sôi 100 độ C này. Nước này sôi này, lên này này. Và trong vòng 5 phút này, 5 phút đồng hồ này. 5 phút đồng hồ này là hết 0,14 kW. Đó. Đó. Các bác thấy không? Tức là một ấm siêu tốc đun một lần đun là hết 5 phút. Như cái ấm 1 lít 7 hết 5 phút và hết 0,14 kW giờ. Sẽ pha trà. Là một lần pha trà đun ấm nước này thì hết mất 5 phút đồng hồ và hết 0,14 kWh. Đấy, rồi video làm thực tế để cho các bác xem về tiêu thụ điện của từng thiết bị trong gia đình. Ở video sau em sẽ cho các bác xem cái nồi cơm, cái nấu làm sao, máy giặt làm sao, tủ lạnh làm sao thì em sẽ Uống làm trà từng nha. video một. Đó, trà gà con. Có nghĩa là một lần mình pha đun nước siêu tốc này là hết 0,14 kW, tức là 140 W á. Thì em sẽ nhân ra cho các bác xem này, tức là một số điện là 1.000 W chia cho 140 thì các bác đun trong vòng 7 lần. 7 lần này, 7 lần đun cái ấm này là hết một số. Đó, 7 lần. Là hết một số điện. Đó. Yeah. Thế thì đây tại vì do là em đun đầy thôi, chứ còn thật ra mình đun một pha ấm trà thì chỉ đun pha nó vừa đủ thôi, nó vừa tầm thôi. Em chỉ pha thường thường em chỉ pha để đến khoảng tầm hơn lít thôi, chứ còn đây mình để nhiều thì mình đun cho các bác xem tổng thể. Còn cái lượng nước dư này thì mình sẽ đổ vào trong bình thủy để chốc châm thêm vào trà này cho mọi người uống. Rồi, bây giờ uống trà nha.